Liên tiếp thua Việt Nam, bóng đá Indonesia rơi vào thảm cảnh chưa từng có. Người hâm mộ cả châu Á ném đá quay lưng. Bất bình với một số thay đổi luật tại giải U19 Đông Nam Á 2022 của AFF, cùng với việc U19 Indonesia đã bị loại theo kịch bản đầy đau đớn, Liên đoàn bóng đá Indo đã họp và bàn kế hoạch xin rút lui khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn nhận lại khá nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Hãng truyền thông nổi tiếng Saura của Indonesia vừa có bài viết với tiêu đề "Ba quốc gia có thể ngăn cản mong muốn chuyển tới IAFF của Indo". Bài viết này cho rằng một số quốc gia trong khu vực có thể ngăn cản kế hoạch có một phần bồng bột của Liên đoàn bóng đá Indo để đảm bảo tính ổn định cho các quốc gia thành viên của AFF. Theo tờ báo này, Thái Lan, Campuchia và Malaysia sẽ là ba quốc gia có thể cản bước tham vọng của Liên đoàn bóng đá Indo. Tác giả bài viết lý giải, đầu tiên là Thái Lan, đây là khả năng sẽ một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phản đối việc Indo muốn rời AFF và gia nhập IAFF. Bởi lẽ đội tuyển Indo thường là một trong những đối thủ khá dễ để đánh bại của đội tuyển Thái Lan khi mà hai bên đối đầu nhau ở AFF Cup. Trong số 6 chức vô địch của vòng chuyến dành trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup thì có tới 4 lần Thái Lan đánh bại Indo ở trận chung kết. Ngoài yếu tố kết quả thì Thái Lan sẽ chịu ảnh hưởng bởi một số quyền lợi khác nếu như mà Indo rời khỏi AFF như là kinh tế và truyền thông. Thứ hai, Malaysia. Ở khu vực Đông Nam Á thì đội tuyển Malaysia là một trong những đối thủ đáng gờm nhất với đội tuyển Indo. Dù không phải là hai đội mạnh nhất, nhưng cuộc đọ sức giữa Indo và Malaysia luôn có sức hút rất lớn. Malaysia đã có thể từ chối nguyện vọng rời AFF của Indo là bởi vì Liên đoàn bóng đá Malaysia có mối quan hệ rất tốt với PSSI. FAM thậm chí còn có thời gian giúp PSSI vận động câu lạc bộ Sabah FC để sẵn sàng nhà ra Sadi Ramnadi, người được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia tại SEA Games 31. Thứ ba là trường hợp của Campuchia. Campuchia chính là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất tới AFF, bởi lẽ chủ tịch AFF cũng chính là một nhân vật cấp cao trong Liên đoàn bóng đá Campuchia. Tất nhiên, Kheo Samet là một trong những người lên tiếng phản đối quyết định rời AFF của Indo, bởi AFF sẽ phải trải qua một số tổn thất lớn nếu mà mất đi thành viên như Indo. Một trong số đó là sự suy giảm sức hút của các giải đấu trong khu vực, đặc biệt là tiềm năng khai thác thương mại đối với các nhà tài trợ. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Indo vẫn chưa đưa ra thông báo về quyết định cuối cùng và việc Indonesia có rời AFF để gia nhập liên đoàn bóng đá khác hay không vẫn sẽ còn tạo nên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Chính cổ động viên Indo hiểu chuyện thì cho rằng hành động muốn rời PSSI của họ là vô cùng trẻ con và thiếu chuyên nghiệp. Theo quan điểm của chuyên gia bóng đá Konamie, ông rất tức giận về quyết định có phần bồng bột của PSSI. Nếu như mà chỉ thực hiện những gì mà dư luận nêu trên mạng xã hội yêu cầu, PSSI thật sự không có chính kiến. Bản thân những ý kiến chia sẻ của cư dân mạng đều là những ý kiến không có kiểm soát. Ngược lại, PSSI là một tổ chức chính danh, không thể xuôi theo những điều như thế. Liên đoàn bóng đá Indo là một tổ chức lớn, lâu đời, không nên có những suy nghĩ ấu trĩ như thế. Theo ông, PSSI cần chấm dứt ngay ý định rời AFF và gia nhập IAFF. Ông nhấn mạnh, Liên đoàn bóng đá Indo không nên đưa ra những phát biểu hấp tấp, thậm chí là không được phép phát biểu chứ chưa nói đến là quyết định. Ở vị trí của mình, PSSI cần có những phát biểu chính chắn, không nên đưa ra những ý kiến lung tung, làm chia rẽ người hâm mộ. Về mặt địa lý, Indo nằm chung khu vực Đông Nam Á với các nước khác. Về mặt văn hóa, Indo có sự tương đồng với Malaysia, Thái Lan và Singapore. Nếu rời khỏi AFF, PSSI sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất, ông nói. Trước đó, thì cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U16 và U19 Indonesia là ông Fakhari Husseini thì cũng đã bày tỏ quan điểm không hài lòng với Liên đoàn bóng đá Indo. Việc đội tuyển U19 quốc gia không thể lọt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á hẳn là khiến cho tất cả chúng ta đều buồn. Tôi cũng vậy. Nhưng đừng đưa thêm nỗi buồn vào nữa. Để cải thiện thành tích, điều quan trọng là tạo ra một tư tưởng vững vàng, điềm tĩnh, đón nhận mọi thứ hơn là sự khiêu khích. Rời AFF không phải là một cách khôn ngoan để chấp nhận thất bại. Ông khẳng định, tôi luôn ủng hộ hết mình và hy vọng bóng đá Indo sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng các thành viên của đội tuyển, Liên đoàn bóng đá nước nhà và cả người hâm mộ nên khôn ngoan hơn trong những hành động của mình. Liên đoàn bóng đá Indo chỉ đang hành động như một đứa trẻ, AFF không cho phép họ rời đi và IAFF cũng khó lòng chấp nhận họ. Tại sao PSSI phải làm như vậy trong khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vốn dĩ là chuyện bình thường? Chuyên gia chia sẻ với báo chí. Steffi Darby từng là vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nước Việt Nam và dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan. Ông có thời gian dài làm việc tại Đông Nam Á nên tỏ ra khá am hiểu về bóng đá khu vực. Ông phân tích, những gì Việt Nam và Thái Lan làm ở trận hòa giải U19 Đông Nam Á
là một cách hợp lý, hợp pháp, không có luật lệ nào bị phá vỡ. Tất cả các đội đều đã biết luật trước khi mà vào giải và rõ ràng không nên phản đối nếu như mà có vấn đề xảy ra. Tranh luận về trận đấu có thể đúng nếu mà xem xét về mặt đạo đức, nhưng điều này là rất chủ quan. Việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp thì yếu tố đạo thường không được tính đến. Ở cấp độ đội tuyển trẻ thì tất cả những gì quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng. Trong bối cảnh đảm bảo được tấm vé đi tiếp thì Việt Nam và Thái Lan đã làm được những gì họ phải làm. Và thật ngây thơ khi mà mạo hiểm làm bất kỳ điều gì vì một sai lầm cũng có thể khiến cho hai bên phải trả giá. Tôi cho rằng điều này sẽ sớm phải biến mất vì tôi không nghĩ IAFF muốn Indo gia nhập. Ngoài ra, một trường hợp khác thì cũng cần nghĩ đến đó là những người làm chính trị ở ASEAN cũng sẽ có động thái can thiệp nếu vấn đề này đi quá xa. Theo chuyên gia này nhận định, những người làm công tác huấn luyện viên bóng đá ở Indo như huấn luyện viên Shin Tae-jung sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì sự can thiệp sâu từ Liên đoàn bóng đá. Đó cũng có thể là lý do khiến cho ông Shin phải chịu nhiều áp lực dẫn tới những phản ứng gay gắt với kết quả này. Trong khi đó, vị chuyên gia người Malaysia Raja Issa thì cho rằng quyết định rời AFF của Liên đoàn bóng đá Indo thiện về cảm tính nhiều hơn. Ông chia sẻ, đó thật sự là một quyết định cảm tính đến từ sự hờn dỗi của một trận đấu. Cả U19 Việt Nam và Thái Lan đều đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và sẽ thật sai lầm nếu mà chỉ trích họ bởi tính chất quan trọng của một cuộc đối đầu tranh tấm vé đi tiếp. Liên đoàn bóng đá Indo cần kiên nhẫn chờ phán quyết từ ban lãnh đạo AFF trước khi muốn nói lời tạm biệt. PSSI thì cũng nên có kế hoạch tổng thể về tương lai, họ nên đặt mục tiêu và phương hướng khi mà chuyển sang IAFF là gì. Công bằng mà nói, việc đối đầu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thường xuyên sẽ tốt cho đội bóng của họ. Nhưng tôi cho rằng khả năng gia nhập IAFF khó xảy ra vì bề dày lịch sử của Indo nằm ở AFF và tôi tin rằng người đứng đầu AFF sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Đồng tình quan điểm trên thì bình luận viên Quang Tùng nói, tôi nghĩ đây là một biểu hiện của sự giận dỗi và rất thiếu trách nhiệm của một số thành viên trong AFF. Kết quả của một giải trẻ không phản ánh đúng những gì đang diễn ra tại đời sống bóng đá khu vực Đông Nam Á. Có chăng thì lứa U19 đang được Indo đầu tư nhiều hơn, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 thế giới và chuẩn bị đưa ông Shin Tae-jung xuống. Nhưng những câu chuyện chuyên môn của họ thì vẫn chưa đủ tốt. Kết quả họ bị loại là tương đối ngẫu nhiên mà thôi. Chính họ là chủ nhà và đã được chọn con đường ấy. Đấy là một sự thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị và thiếu tính toán. Chuyện hai đội mạnh hòa nhau dẫn tới một đội mạnh khác bị loại là điều bình thường, vẫn hay xảy ra. Lấy cái gì để khẳng định hai đội bắt tay nhau? Chẳng có một bằng chứng gì cả. Lỗi của Indo là không thể thắng được hết và dẫn tới bị loại thì phải chịu chứ. Nếu U19 Việt Nam cũng rơi vào tình trạng ấy, chẳng lẽ lại nói giống như Indo. Còn việc Indonesia rời khỏi AFF thì thực ra trên thế giới thi thoảng vẫn có tình huống tương tự. Nhưng đấy là lý do khác với cách ứng xử văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng, với tổ chức. Chứ không phải lúc thích thì đá, không thích thì dỗi, bỏ đi nơi khác. Không thể như vậy được.